Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình là DMG. Và như các bạn biết là tập hôm trước cái cuộc chiến sinh tồn giữa mình và Khánh, cả hai đều đã thua. Cả hai đều đã thua. Và cái mình đã hỏi các bạn xem là hình phạt của cái việc mình thua là gì, thì comment nhiều like nhất đó là hậm tương ớt hát chúng ta không thuộc về nhau. Kinh gì Chứ không vậy? À, quên mất, tôi cho những tiếng của ông to lên. Ok, được rồi. Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng, mông to phết. Và đây là mình có tương. Mình và bởi vì Dương là người đã đặt ra thử thách nên fan của Dương sẽ đặt ra hình phạt, và Dương sẽ là người đầu tiên làm cái thử thách này, cái phiên hình phạt này. ông được lắm. Ông cứ đợi rồi, rồi sẽ có ngày tôi sẽ trả thù ông. Ông tí mà tí nữa ông phải làm thôi. Ông chết sớm rồi. Ok. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta không thuộc luộc được rau. Yeah, quẩy lên đấy. Rồi. Ngập nước. Ngập nước mắt con kia cái gì sâu. Tìm bé ở đâu. Tôi được, nếu được sâu từng không đôi khoe không bờ môi. Tại vì anh thôi. Ê, cười hay mê. Bà, Pháp đi rồi phải rượu. phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mong luôn như một trò đùa. Anh đi ra hai đứa tôi thôi. Anh sẽ coi bây giờ đây. Yeah. Chúng ta không luộc về nhau. Chúng ta không luộc được rau. Chúng ta không luộc về nhau. Em hãy cứ đi theo người mà em. Đã không luộc về nhau. Giấc mơ không là của nhau. Quá thiếu được ngày xưa. Anh đã xóa ta thiếu được ngày xưa rồi. Luộc về nhau. Rồi xong rồi. Đừng kêu lên một giây nào nữa rồi. Ok. Ok. Ông ác vãi. Hot quá. Chưa bao giờ tôi hát bài nào tôi cảm thấy xúc cảm nó tràn trề này. Nó tràn từ mồm sọc lên cả mũi luôn. Chảy cái nước mắt. Kỳ quá. Bây giờ tôi vẫn cảm thấy cái vị đắng đắng, ngọt ngọt, mặn mặn của nó. Vãi. Bạn nào nghĩ là cái trò này lần sau mình sẽ giết bạn ý. Rồi. Rồi, hết phần tôi rồi. Ok. Đến lượt ông. Thì bây giờ chúng ta đến công việc gì đây? À, đến lượt ông. Đến công việc Ok của thì ông. mình nhà mình đã không còn tương ớt, mà mình lười quá nó không đi mua được. Mình dùng tạm quả ớt này trong tủ lạnh. Nhà mình có rất nhiều ớt luôn, có Ok. to đến ớt nhỏ. Đây là quả to nhất rồi, còn có đây quả bé nhất. Mà thực ra thì mình sẽ thay tương ớt bằng một cái quả ớt, và mình sẽ vừa nhai vừa hát bài chúng ta không luộc được chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta luôn gặp trẻ trâu. Rồi. Chúng ta luôn gặp thể châu. Ok. Ok. Tôi phải nói là tôi chưa giờ ăn nguyên cả ớt luôn, thậm chí là chưa bao giờ cắn ấy. Ghê Đây là nước mắt thật các bạn. bạn. Rồi, ông bắt đầu. Hãy cho Đây, nhạc bạn thấy là vào. cái quả ớt này là quả ớt thật luôn. Rồi, ớt nhựa đấy các Ôi bạn. rồi, sợ quá. Con chế mồ hôi rồi. Ok, 3. Hai. Giờ tôi xé cái cuống đi ạ. Rồi, xé cuống rồi, chuẩn bị ăn nào. 3, 2, 1. Hát đi. Niềm tin đã mất. Ôi đúng không? Tình về nơi đâu? Ôi thân lạc ơn nó bầu trời. Mà nên xe đâu? Được, không mồ ngồi, tại vì anh thôi.
Nếu được khi quá dài khổ. Năm mắt ở thời không có là không nối đầu này. Phía trước quê rồi. Hay hắn thỏa này của em vậy. Ai vậy? Thôi không thỏa đùa. Anh thấy này luôn thôi. Rõ ai sẽ rời đây. Cũng đã không được về nhau. Cũng đã không được về nhau. Không được về nhau. Em cười. Quá ác những việc mình làm cho YouTube. Nhưng này mình Khánh ung thư chết sớm. Sợ với trưởng. Chắc đời này mình không dám ăn tương ớt được nào nữa. Kỷ niệm nhớ đời. Alo, ông còn sống không? Thôi ông kia ông chết rồi. Ông dắt đây ông chết rồi. Alo. Im luôn rồi. Không có nói câu nào nữa rồi. Ok, mình sẽ đợi ông kia quay lại và mình sẽ quay trở lại ngay. Wow. Ông còn sống chứ? Tôi ngậm hai cục đá mồm mà vẫn cay. Ai bảo ông đi ngậm đá thì ông phải uống sữa vào. Ngậm đá ông còn chết hơn đấy. Ngậm đá thì ông mồm ông nó bỏng lợt rồi đấy. Oh shit. Ủa cái. À, nếu các bạn thích thì đừng quên để lại một like, subscribe channel của bọn mình và hãy trân trọng những gì bọn mình đã làm cho các bạn này. Hãy cho mình ý tưởng về cái thử thách tiếp theo mà các bạn muốn bọn mình làm. Bọn mình nên xây cái gì và nên đấu đá nhau bằng cái gì để làm vào video tiếp theo. Và hãy nhớ sang channel của Khánh để xem ông ta bị thế nào. Nhìn ông khổ vãi chưởng. Tôi tương ớt và tôi đã thấy kinh khủng lắm rồi. Chinsu đây nhá. Đấy nó còn nữa ớt nó còn ngọt chán ấy. Thế mà cái quả ớt của ông chắc tôi chết mất. Ôi thôi nghe à. Ôi mọi Lần sau hãy thương bọn mình với. à à Ok. toàn liếm á, cho cả lưỡi vào cả cốc sữa chua vẫn cay. Cho cả lưỡi cốc sữa chua. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau, đừng quên để lại một like subscribe của mình. Bye bye.